Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại chia sẻ một cái bài trong cái cuốn sách Huyền môn Phong thủy thực dụng. Nó có một cái bài này nói về cái hôn nhân, cái tuổi của vợ chồng lấy nhau. Nếu như mà nó hợp nó khắc các cái mệnh của vợ của chồng thì ta phải tìm cái năm như thế nào để sinh con để cho nó hợp, hoặc là nó sinh cho cái tuổi của bố hoặc của mẹ. Tức là ở đây người ta nói là trong hôn nhân gia đình nó có những nguyên tắc chủ lực về mệnh người, tức là nói về nạp âm ngũ hành. Nên người ta tính về cái ngũ hành nạp âm giữa thiên can và địa chi, chứ nó không tính về ngũ hành gốc. Cái ngũ hành nạp âm thì mỗi một năm nó một ngũ hành khác nhau, kim mộc thủy hỏa thổ. Ở đây người ta có một số trường hợp người ta nêu ra để cho chúng ta tham khảo. Cái trường hợp thứ nhất là chồng vợ có mệnh khác nhau. Giả sử như là kim gặp hỏa đấy, thì nó là hỏa hỏa khắc kim đấy. Thì phải chọn đúng năm có cái nạp âm là thổ để sinh con, nó sẽ hóa giải được cái sự xung khắc, và khi về già sẽ nhờ được chính đứa con có cái mệnh thổ, tức là nó hỏa nó sẽ sinh thổ và thổ nó sẽ sinh kim, nó thành một cái vòng tuần hoàn. Tức là bố mẹ lúc về già là nhờ được con cái, tức là nó hợp mệnh thì con cái nó có thể ở gần bố mẹ già để nó chăm sóc. Chứ mà bố mẹ đã khác rồi mà sinh được một đứa con khác nữa thì nó trở thành một cái gọi là cái nồi da nấu thịt. Tiếp đến là nếu như mà kim gặp mộc nó cũng là khác đấy. Thì phải chọn cái năm mà nó có nạp âm là thủy để sinh con, thì bởi vì là kim nó sinh thủy và thủy nó sinh mộc thì nó sẽ trở thành một cái vòng tương sinh. Ví dụ như ngũ hành của bố thì lại sinh cho ngũ hành của con, và ngũ hành của con lại sinh cho ngũ hành của mẹ, thì nó khắc chế được cái sự khắc của bố của mẹ đi, thì nó sẽ trở thành một cái gia đình nó êm ấm hơn, nó có các cái sự tương sinh. Thì đến khi về già là bố mẹ được nhờ con cái, và con cái nó cảm thấy hợp với bố mẹ thì nó có thể là ở gần bố mẹ để nó chăm sóc bố mẹ. Chứ nếu như mà nó mà khắc với bố mẹ nữa thì nó lại tìm một nơi thật xa để nó lập nghiệp thì thôi. Bố mẹ lúc đấy lại ở một mình. Tiếp đến là một cái trường hợp nữa là thổ nó gặp mộc, nó cũng khắc. Thì nó phải lựa chọn cái năm mà có nạp âm là hỏa để sinh con. Thì nó sẽ tốt cho cái gia đình. Tức là ví dụ như là bố khắc mẹ, nhưng mà bố lại sinh cho con lại sinh cho mẹ. Đấy, cái ngũ hành nó vòng tròn như thế thì nó sẽ là tốt. Tiếp đến là một cái trường hợp nữa, nếu như mà hỏa gặp thủy thì phải lựa cái năm mà nó có nạp âm là mộc để sinh con. Tiếp đến là cái trường hợp mà vợ chồng đồng mệnh thì chọn cái năm nào để sinh con. Thế là vợ chồng mà đồng mệnh thì nên lựa chọn cái năm sinh con nó có cái mệnh sinh ra mệnh của vợ chồng. Ví dụ như là vợ chồng đồng mệnh hỏa phải sinh con có mệnh mộc. Vợ chồng mà cùng mệnh mộc thì phải sinh con có mệnh thủy.
vợ chồng mà cùng mệnh thủy thì phải sinh con mệnh kim, vợ chồng mà cùng mệnh kim thì phải sinh con mệnh thổ, vợ chồng mà cùng mệnh thổ thì phải sinh con mệnh hỏa, để cho nó tạo thành một cái gia đình hạnh phúc. Tiếp đến nữa là một cái trường hợp mà chồng vợ nó hợp mệnh, nên lựa năm có cùng mệnh của một người sinh ra hành mệnh của người kia. Ví dụ như vợ chồng mệnh mộc và thủy thì nên sinh con mệnh thủy, vợ chồng mệnh mộc và hỏa thì nên sinh con mệnh mộc. Nếu như vợ chồng mà mệnh thổ và kim thì nên sinh con mệnh thổ, vợ chồng mệnh thổ và hỏa nên sinh con mệnh hỏa. Nếu như vợ chồng mệnh thủy và kim thì nên sinh con mệnh kim. Dựa vào những nguyên tắc trên thì vợ chồng khi về già sẽ rất yên tâm, và cũng chính những cái đứa con hợp mệnh nó sẽ là một cái niềm an ủi rất lớn cho bố mẹ. Tức là cái nguyên tắc này thì nó rất tốt cho cái chuyện là về già. Khi mà cha mẹ già rồi, con cái nó hợp mệnh thì nó chăm sóc bố mẹ nó rất là tốt, nó rất là thoải mái, nó rất là vui vẻ, chứ nó không không giống như cái dạng mà nó khác thì nó lại cứ cố tình nó tìm nơi thật xa để nó ở, hoặc là có ở gần thì nó cũng đã khác nhau rồi, là nó không quan tâm lắm đến bố mẹ. Hôm nay tôi chia sẻ cái bài này để cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng tham khảo. Mọi người xem video thấy hay và bổ ích thì cho tôi xin một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh. Nếu như ai có nhu cầu sử dụng cái cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.